kiểm tra quán K Club địa chỉ tại khu đô thị Toàn Gia, thị trấn Kẻ Sạt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương do Trần Hữu Khang, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Kiến Thiết 2, xã Tràng Minh, huyện Kiến An, thành phố Hải Phòng đứng tên. Công an huyện Bình Giang phát hiện quán đang tổ chức cho một số lượng lớn khách bay lắc và sử dụng trái phép chất ma túy. Thời điểm kiểm tra lúc 0 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2, tại 31 bàn của quán có khoảng 180 nam nữ thanh niên, bao gồm cả khách và nhân viên đang tụ tập bay lắc. Tiến hành khám xét, công an huyện phát hiện và thu giữ nhiều chất nghi là ma túy tại nhiều vị trí khác nhau trong quán. Qua xét nghiệm, đã phát hiện 115 đối tượng dương tính với các chất ma túy. Được biết, quán K Club đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ giải trí ăn uống, kinh doanh rượu, bia, thuốc, nhưng thực chất cơ sở này hoạt động theo mô hình vũ trường. Mặc dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhưng lượng khách ra vào quán vẫn rất đông, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.